Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì thẩm mỹ Ohio được đón chị Lan quay lại điều trị chà bớt đỏ buổi thứ tư của mình chị nhỉ? Đúng rồi em ạ. Thì ngày hôm nay là buổi điều trị thứ tư, tuy nhiên thì mình có thể thấy được là tình trạng của chị Lan đã là đỡ rất nhiều so với lại buổi điều trị đầu tiên. Vâng. Thì theo cảm nhận của mình thì cảm nhận chủ quan của mình thì đã đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi chị Lan nhỉ? Chị đỡ được gần 70% rồi. Gần 70% rồi mà sau 3 buổi trị liệu đúng không? Đúng rồi. Như này thì trong quá trình điều trị có thấy khó chịu hay là về nhà chăm sóc có khó khăn gì không? Không ạ, à, rất thoải mái rồi. Rất thoải mái. Ok. Mà chị rất tự tin rồi. Về nhà được mọi người khen thì cũng thích đúng không? Đúng không? Ai cũng rồi. Mọi người cứ bảo là đi cho nó đi rồi cho nó tự tin. Rồi cho nó sạch. Sạch sẽ. Đúng rồi. Mà chị cũng rất cảm ơn hai người ạ. Mọi người đã rất hiện tin và rất chăm sóc cho chị và rất thoải mái. Dạ vâng, bọn em cảm ơn. Thì hôm nay là buổi trị liệu thứ tư ấy. Tiếp theo của mình thì hôm nay em sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ Mercury để điều trị cho chị nhé. Thì trong quá trình điều trị thì bọn em sẽ che mắt lại và có gì khó chịu thì sẽ báo lại em nhé. Okay. Thì chúng ta có thể thấy đây là cái quá trình điều trị của chị Lan ở buổi trị liệu thứ tư. Thì khi mà chúng ta sử dụng laser lên vị trí chàm đỏ thì khi đáp ứng điều trị sẽ là xuất hiện những cái đổi màu này. Vị trí đổi màu thì sẽ hơi chất đen một chút nhá. Tuy nhiên về nhà sẽ hết sau vài ba ngày thôi đúng không chị? Đúng rồi ạ, nó chỉ một vài ngày là nó hết. Đúng rồi. Lúc em bắn này có khó chịu gì không? So với việc mà bao nhiêu năm mình cái hình này bây giờ mờ nhiều. So với 45 năm nay thấy 45 năm nay rồi. Thế á? Chị biết là cả đây chị sẽ đi luôn. Gia đình mình thì không có ai đúng không? Không có ai chàm bớt đúng không? Không. Con thì bố mẹ không gì không? Không, con xin lại. Việc mà mình cải thiện được cái tình trạng sắc tố do chàm bớt đỏ này mang lại sự tự tin rất là nhiều cho những vị khách hàng trong quá trình giao tiếp cũng như đời sống thường ngày. Thì đối với những vị khách hàng mà đang có cái chàm bớt như chị Lan này thì mình nên đến sớm để mà điều trị sớm để mà đạt được kết quả như chị Lan đấy đúng không? Đấy. Thì đối với cái công nghệ Mercury LX 2021 này thì đảm bảo điều trị được chàm bớt đó trên những diện tích rộng và khó ở nhiều vị trí khác nhau thì chúng ta có thể đến thẩm mỹ Ohio để được khám và tư vấn một cách miễn phí và điều trị một cách tốt nhất.